Xin chào mừng tất cả quý vị độc giả của Tiền Phong. Chúng ta lại được gặp lại nhau rồi. Và nhân vật tiếp theo của ngày hôm nay là một ca sĩ vô cùng nổi tiếng trong showbiz Việt. Và mỗi lần anh xuất hiện ở trong sự kiện thì luôn được báo chí quan tâm này, được quý vị khán giả yêu mến. Đó chính là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Hello, xin chào bạn. Dạ, xin chào tất cả quý vị độc giả của báo Tiền Phong, của chương trình Talk to People. Dạ. Rất vinh dự ngày hôm nay để được thưa chị cùng quý vị. Anh Hưng, em mới nghe nói là hôm qua anh đã có một cái hành trình rất là dài rồi, mà hôm nay khi gặp anh vẫn đầy năng lượng. Và sắp tới là một trong những live show của anh Đàm Vĩnh Hưng là có hai cái live show sắp được diễn ra, có tên là Ngày Em Thắp Sao Trời. Đúng, sẽ được diễn ra tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Thì đầu tiên là em phải chúc mừng anh đã. Bởi vì sao? Em chúc cho cái show của mình ấy sẽ thật là hit và được tất cả quý vị khán giả yêu mến show Ngày Em Thắp Sao Trời. Dạ, cái câu đó là anh lấy cái tựa đề đó từ trong một cái câu hát đầu tiên của bài hát bạn thích nhất. Đó là bài Giả Khúc Cho Tình Nhân. Anh chọn để làm cả một dự án lớn kéo dài 19 năm. Lúc đó thời điểm mình may mắn chưa có ai xài tới cái đó hết. Thì mình chọn được cái chủ đề từ bài hát đó. Nó bao gồm, nó gói gọn hết tất cả những bài hát vui hay là buồn hay chia tay, đổ nát hay là hạnh phúc đều nằm trong cái Giả Khúc Cho Tình Nhân đó hết. Đó. Tình nhân ở đây có thể là tình nhân trong âm nhạc, tình nhân trong tư tưởng, tình nhân trong những cái điều hạnh phúc riêng tư, nhưng mà có những bài hát dành cho nhau, dành cho hạnh phúc, dành cho sự chia ly, sự tan vỡ đều nằm trong đó hết. Cho nên mình cảm thấy mình may mắn khi bắt gặp được một bài hát nó quá kinh điển mà mình chưa ai đụng tới, thế là mình sở hữu luôn cả một cái dự án đó. Và để 19 năm yêu thương một dòng nhạc, để đặt chân dấn thân vào những cái mảnh đất mà ít người khai phá và không có đất sống ở thời điểm đó. Không có đất sống 100% luôn đó. Những người hát bolero gần như là thoi thóp, hiếm có show lắm. Họ hát ở những cái nơi phòng trà mà cũng có ít người đón nhận. Đó. Thời điểm đó, thời điểm lên ngôi từ năm 96 cho đến kéo dài tới cả 2004, 2005, 2006, 2007 của sự thống trị nhạc trẻ, làn sóng xanh và những bài hát hit thay đổi hip hop, ôi trời, nó thay đổi và thống trị liên tục. Cho nên là cái đất sống, sự chen chân của bolero là không có cửa. Thế mà Hưng rất bạo gan, Hưng thấy rằng là tại sao một mảnh đất rất nhiều tài nguyên vậy mà không ai sử dụng tới. Và cộng thêm một cái yếu tố đó là Hưng thấy là tất cả những ca sĩ ngày xưa mà quẩy tưng bừng á, mình thần tượng, mình thích, sao bây giờ họ đứng yên chỗ, họ hát nhẹ nhàng đó. Và tới phiên mình, thí dụ mình 60 tuổi mình còn quậy nữa không, mình còn đủ sức để nhảy nữa không, hay mình có mặc quần rách, áo tưng bừng, áo hoa hòe. Em trả lời luôn còn đấy mà còn cái đó mình chưa biết, nữa chưa biết trước được. Cho nên là mình cũng tha, người ta sẽ gọi mình là cái gì đó, hay là cũng có thể fan mình lúc đó họ cũng già theo mình. Ở trời, nó có rất là nhiều vấn đề, cho nên là mình thấy là không được. Còn một yếu tố nữa là hồi đó là khán giả người lớn á, họ khó chịu với cách hát của Đàm Vĩnh Hưng lắm. Hưng gào thét, bứt tóc bóc mắt, rồi ăn mặc nó hơi quái dị đó, theo suy nghĩ của mình thôi. Nhưng mọi người ơi, cái quái dị của Hưng đó 10 năm sau người ta mới xài kìa. Áo hoa hòe, khăn choàng, áo lưới, von, em thấy giờ ngợp trời không? Tới bây giờ là 20 năm rồi nha, vẫn có áo lưới, áo ren và các kiểu đồ mà nó điên loạn. Thì bây giờ người ta gọi là fashionista. Đi trước thời đại là anh Đàm Vĩnh Hưng. Hồi xưa thì bị gọi là lập dị. Trời ơi, những người đi trước là người luôn luôn phát hoang đó, đều sẽ bị trầy xước, bị vấp ngã. Và thời điểm đó là mọi người chưa chấp nhận được một cái văn hóa mới. Đúng rồi em. Và anh phải chấp nhận với những mũi dùi đôi khi chĩa vào mình và đôi khi mọi người sẽ tấn công mình. Chính vì điều đó Hưng đã đặt cái bàn chân của mình vào cái mảnh đất. Hưng chỉ biết lợi dụng cái sự hot của mình á, đối với khán giả, số lượng fan của đó, để mình có thể ăn theo, nương nhờ vào đó để mình có một cái mảnh đất mới, để mình dụ khán giả người lớn yêu thương mình, để họ không có ghét mình. Anh vừa chia sẻ là đã 19 năm anh gầy dựng và có được tên tuổi, và anh đã phải trải qua rất nhiều mũi dùi của quý vị khán giả, cũng như là những lời bình luận, những cái điều mà trái chiều, mọi người không chấp nhận mình. Mà trong buổi họp báo anh lại nói đây là hai live show khép lại dự án Dạ Khúc Cho Tình Nhân. Đúng rồi. Là sao vậy, em chưa hiểu? Không phải giải thích rõ luôn. Để làm một cái live show hoành tráng lớn ấy, như kiểu này đó, là mình phải có một số lượng bài mới hoàn toàn khác với những cái live show mình đã từng làm trước. Mà trong khi mình đã có 3 cái live show như vậy rồi, live show Thương Hoàng ngàn năm 1, Thương Hoàng ngàn năm 2, rồi tới Sài Gòn Bolero và Hưng, mỗi một live show như vậy nó sẽ chiếm khoảng chừng mấy chục ca khúc mà phải đình đám, phải hay, phải là dạng hoa hậu, á hậu cơ, chứ còn chung kết cũng không xài luôn đó. Mà những dạng vậy đó thì mới ăn tiền người ta được, mới để đời được. Mà tới một live show mà nó hay hơn nữa thì cái số lượng bài bolero mà đình đám, mà biểu tượng á, đại diện không còn nữa.
hết rồi, tất cả những bài hay nhất Hưng xài hết trơn rồi. Cho nên là cái lần này Hưng còn xài tới 60-70 bài mashup lại với nhau hết. Thì cái sau Hưng xài cái gì giờ? Hết bài rồi để hát rồi. Nói thiệt luôn, nói chừng được, nếu mà moi cố gắng moi bóc luôn được chừng 10 bài, không có cửa để làm live show. Một cái live show khoảng 30 bài, không có cửa. Hưng đã dự đoán, tính toán được rất nhiều kiểu khác nhau rồi. Cho nên Hưng quyết định chọn sẽ dừng lại về live show. Còn anh vẫn hát về bolero. Dĩ nhiên, trời ơi, đó là quý vị ơi, đam mê của Hưng mà. Mọi người đừng có lo lắng. Trước khi đến đây gặp anh Đàm Vĩnh Hưng là Hiếu đã lo lắng là anh ấy không hát bolero nữa. Bảo ủa, bao giờ, tình yêu còn đó. Đó, nhưng mà cái cuộc hôn nhân á, có khi cái với cái người tình đó đó, mình sẽ phải đổi người mới. Đổi cái áo thôi, trong lòng vẫn còn, cái xương cốt vẫn còn. Tất cả những show diễn của Hưng, album của Hưng, hay tất cả những gì liên quan tới công việc biểu diễn của Hưng, Hưng cố gắng bảo vệ cái tên tuổi và uy tín của mình cách chỉnh chu nhất. Mặc dù có thể nhận về cho mình rất nhiều thiệt thòi, mệt nhọc, hoặc là thậm chí mà đau đớn luôn, Hưng cũng chịu đựng hết. Miễn sao Hưng bảo vệ được cái chất lượng, cái uy tín mình đã dựng ra nhiều năm đó, là khán giả phải hài lòng ở bậc nhất. Đó, phải đủ tất cả các giác quan, hài lòng và sung sướng nghe, nhìn và xứng đáng với đồng tiền và công sức, thời gian của mọi người bỏ ra. Đó là cái bảo chứng vàng của riêng thương hiệu Đàm Vĩnh Hưng từ xưa giờ, là 100% không bao giờ di chuyển được. Và em đã có cơ hội được coi một lần live show của anh ở bên quận 7, và lúc đó em mới vào Sài Gòn có vài năm thôi. Cái đó là phải công nhận là khi mà ngồi coi show của anh Đàm Vĩnh Hưng. Vậy là coi cái show Thương Hoàng năm 2. Đó là thứ nhất là về quy mô, về sự hoành tráng, về chất lượng, từ những cái detail nhỏ nhất, thưa quý vị, là vô cùng chất lượng. Đúng với cái câu mà anh Đàm Vĩnh Hưng nói đó, là sự uy tín và là thương hiệu của Đàm Vĩnh Hưng. Yes. Ví dụ như một cái show Diamond Show của Hưng đi, nói ví dụ thôi, 500 con người ở phía sau sân khấu chỉ để phục vụ có 2 tiếng rưỡi thôi. Và các diễn viên múa không được phép mang đôi giày đó lại lần thứ hai. Ủa, như vậy thì tốn kém chi phí khủng khiếp. À, anh mà. À. Trời ơi em ơi, bước ra một cái là không được mặc cái bài đó cho tiết mục thứ hai luôn. Không được, không được phép luôn. Anh Hưng ơi, thay đổi liên tục. Sao anh lại tốn kém một cái khủng khiếp như vậy? Em phải nhìn được cái hậu trường của anh, là cả một cái sân sau của Bảo Nhãn Hòa Bình á, anh thuê lại luôn cái mặt sàn phía sau người ta để xe luôn, thuê luôn để dựng lên cả một cái sàn chỉ để giày dép và áo quần của diễn viên thôi. Là anh làm như vậy là coi như là chỉ để cái tiết mục đó phục vụ cho khán giả xong bỏ hết. Đúng vậy luôn, gần như là sau đó là chỉ đi diễn nhiều năm sau đó nữa thôi, chứ còn cũng không cho thuê, không cho gì luôn. Sau đó nó bắt đầu nó giày dép mà để lâu ngày nó không xài mà nó cũ rồi là phải tiễn lên đường. Đó. Vâng. Và cái live show lần này cũng vậy nữa, nó rất đặc biệt. Là vì sao? Nó là live show cuối cùng. Mọi người biết là nó trùng cuối bao giờ nó cũng rất là nguy hiểm và nó không bao giờ làm cái thất vọng. Đó. Vì sao không phải chọn cái địa điểm thì Sky Mall bên đó? Vì nó có đầy đủ cái diện tích để Hưng có thể trình diễn cái sự thỏa mãn của mình. Nó đủ rộng để Hưng mang cả một cái góc phố Sài Gòn xa xưa lên trên đó. Xe chạy được luôn mà. Xe wow. Chạy nó được luôn. Đó. Và cái cầu, cái tỷ lệ, cái nhà là ở được, ngủ được, ở được và ăn uống ngồi được tất cả như một cái xã hội thu nhỏ. Xã hội thu nhỏ qua một cái tivi bự khổng lồ. Mọi người ơi, khu vực Sa La ở quận 2 thì mọi người biết vị trí và nó đắc địa và mắc tiền đến mức nào rồi đó. Anh ấy chỉ cần đầu tư cái địa điểm thôi là biết chất lượng đến đâu rồi. Còn ở bên ngoài đó, một cái sảnh đủ lớn để Hưng có thể dàn trải tất cả những sinh hoạt của Sài Gòn xa xưa, từ bán buôn nước uống, ăn uống, thuốc lá, thuốc men, rồi bánh kẹo, nguyên một tái diễn một cái sinh hoạt của Sài Gòn xưa trước rạp hát nó như thế nào đó. Rồi bên trong nó đi vào sâu xíu nữa là một cái gallery, một cái triển lãm nhỏ của quá trình 19 năm về bolero của Đàm Vĩnh Hưng, từ các live show, cái trang phục, áo quần và cái hành trình, những sản phẩm nó liên quan tới tất cả những cái hành trình 19 năm của Hưng, nằm hết một cái hành lang dài rồi mọi người mới vào trong cái sảnh để xem show đó. Và các sân khấu phải được dựng tầng lên hết nè, cái nền ngồi cho mọi người, chứ không có mà để mọi người ngồi nhìn mấy đầu óc với nhau, đầu tóc nhau, không có. Rất là cứ ba hàng là nâng một bậc, ba hàng nâng bậc lên, trân trọng khán giả để thấy được cái nhìn tổng thể hết tất cả mọi thứ như vậy. Anh nói mà tim em đập là gì, hồi hộp và mong chờ xem là cái show diễn ra hành trình 19 năm của anh Đàm Vĩnh Hưng gọi là lớn đến mức nào. Và không có một ai cho đến hôm nay dám sử dụng hết 12 like của cái mặt bằng đó cả. Kể cả những event lớn nhất của những ngân hàng nhiều tiền nhất cũng chưa xài tới hết cái 12 like đó. Cả một cái ballroom đó là nó 100m, là ekip Thùy Hưng phải đi săn tất cả những cái kho đang giữ những cánh cửa
của 50 năm trước. Nha, những cái khung cửa sắt, cửa sổ, cửa kéo rồi bàn ghế tất cả mọi thứ phải thiệt xưa, chúng phải sản xuất ra xong rồi sơn xịt xịt cho nó xưa, không có chơi modern nữa nha. Phải đi tìm tất cả những đồ xưa đó, bàn ghế, những cái kho đồ chơi bàn ghế, trang trí nội thất thì không có. Đó. Quan trọng là gì? Mình phải có một cái kiến thức ghi nhớ về những cái hành trình đó, về quá khứ, những cái thói quen, những vật dụng đó để mình làm cho đúng thôi. Tại mình đang đem Sài Gòn xưa trở lại, và ai đi xem là người xưa, họ quá nhiều những cái chứng kiến thời cuộc, quá nhiều kinh nghiệm, chứ mình làm sai cái là mình chết liền, là tức luôn. Đấy. Là... cho nên là phải đầy đủ những đồ chơi xưa cũ nhất đó để đem người ta trở về đó. Theo em được biết là anh rất là thân với chị Mỹ Tâm nha. Thì hôm đấy là anh mời chị Mỹ Tâm thì chị Mỹ Tâm sẽ gật đầu tham gia. Cũng phải nói là khó khăn lắm. Năn nỉ nhiều năm trời lắm á. Rất nhiều năm. Thiệt mà. Biết bao nhiêu cái show luôn, show nào cũng mời hết trơn á. Biết bao nhiêu cái show, show nào cũng ngỏ lời mời hết trơn. Phải nói một điều công tâm là bất kỳ ai thay thế Đàm Vĩnh Hưng hay thay thế Mỹ Tâm để đứng cùng nhau á cũng đều khập khiễng hết. Chỉ có Hưng đứng gần Mỹ Tâm là hình ảnh đẹp nhất, và Mỹ Tâm đứng gần Hưng cũng là hình ảnh đẹp nhất của một cặp đôi sân khấu. Thì nó có một sự khởi hành cùng nhau, đi lên cùng nhau và chơi thân cùng nhau, cũng có một cái sự ấy ấy cùng nhau đó. Ấy ấy? Ấy ấy là tôi ấy ấy thôi, tại là tôi tình đơn phương đó. Rồi một cái sự mà hot của bạn ấy cũng có thể là một bảo chứng để mình có thể bán được nhiều vé, ví dụ vậy đó, cho khán giả xem để thỏa mãn hơn. Cho nên là lúc nào cũng mời hết, nhưng lần nào cũng bị kẹt, bị bận đó. Nhưng mà cuối cùng may quá, lần này thì bạn ấy sau một thời gian dài hơn mười mấy năm không nhận lời thì bạn ấy đã nhận lời rồi đó, và bạn ấy nhận lời chỉ cái show Hà Nội thôi, và còn Sài Gòn thì bạn ấy bận. Với em nhé, khi mà em xem hình ảnh của anh với chị Mỹ Tâm mà em còn tưởng hai người là một cặp với nhau đấy. Tưởng hả? Thật. Đó là cái may mắn và cái định mệnh nó dẫn dắt Hưng và Tâm đi cùng một con đường cùng nghề. Tâm vào đây Sài Gòn để học. Tâm vào Sài Gòn là lúc ngay lúc Hưng khởi điểm luôn, đi bắt đầu đi hát. Mà đi thi chỗ nào cũng gặp nhỏ này hết trơn á. Mình gặp nó là nó rồi rồi xong, biết nhỏ nào nhất rồi, biết ai nhất luôn rồi. Đang cả Sài Gòn hồi đó thi, đi thi chủ yếu là gì biết không? Vừa thỏa mãn đam mê, vừa kiếm tiền. Đi thi xứ có tiền, thắng cái là có tiền đó. Mà đứa nào cũng nghèo hết trơn á, vô Sài Gòn đi kiếm, nhiều đứa đã đi thi lắm. Mình gặp nhau hả, biết đứa nào nhất gì ba luôn đó. Tại chỗ này nó tại nhất gì ba, rồi qua chỗ kia nó cũng sẽ y chang vậy thôi à đó. Thì khởi điểm cùng nhau, cho nên là đi lên cùng nhau, và tới giờ phút này đã thành công, được mọi người đón nhận, cho nên là tạo vô tình tạo cái hình ảnh đẹp đó. Dạ vâng. Một người anh tuyệt vời, và thứ hai nữa là một người đàn ông gentleman đang ngồi ngay cạnh em. Em học hỏi được rất nhiều điều qua cái chia sẻ của anh.